Xin chào, đây là bộ bài Board Game Sushi Go phiên bản Party. Rất là hay. Kích thước hộp là 21, 16. 7 phần, rất là cứng. Hộp bìa rất cứng các bạn. Rất là chắc chắn. Mình sẽ khôi hộp nhé. Hộp rất đẹp các bạn. Có tiền nào thì của đấy chứ không ạ. Đây, bộ bài này, bóc ra chơi này. Đó. Đây các bạn nhìn thấy chất lượng bìa này. Dày chưa?